Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một cái mẫu máy khoan pin 3 chức năng, đầu auto lock 13 ly các bác nhá. Em nhấn mạnh là với cái mẫu sản phẩm này thì các bác sẽ là sử dụng đầu auto lock 13 ly, hàng thương hiệu chính hãng của Hukan, một con máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Và với cái con máy này thì các bác sẽ được tặng kèm theo rất là nhiều phụ kiện này. Trước tiên là em sẽ quay chi tiết cho các bác về cái phụ kiện đi kèm của máy nhá. Các bác sẽ có theo là rất là nhiều các đầu vít nhá. Đầu vít hai cạnh này, bốn cạnh này, đầu lục giác và đầu hoa khế. Rất là nhiều. Và các bác sẽ được tặng kèm theo một cái móc treo máy như này nữa. Đây là nguyên bộ phụ kiện đi theo máy này. Đây để em sẽ quay sát thật gần để cho các bác có thể là quan sát kỹ về cái bộ phụ kiện đi theo máy. Về thương hiệu của Hukan thì tất cả các phụ kiện đi theo máy thì nó sẽ đều là những cái hàng xịn nhá, những cái hàng vít xịn, vít chuẩn để cho các bác để sử dụng. Đây, rất là nhiều các đầu vít luôn các bác nhá. Phụ kiện con này rất là nhiều, mũi khoan này. Đấy, mũi khoan đầu kẹp. Tất cả đều là hàng xịn sò, các bác sử dụng cực kỳ là bền. Con này thì được tặng kèm theo một cái nguyên một cái bộ phụ kiện này của nó đã trị giá mấy trăm nghìn luôn rồi. Tiếp theo này, nguyên bộ sản phẩm này các bác sẽ có một thân máy nhá. Một thân máy này và hai quả pin. Cái này thì chân pin của nó sẽ như này đây các bác. Đó. Pin của nó sẽ là pin 5 cell nhá các bác nhá, pin 5 cell. Theo hai quả pin 5 cell này. Hai quả pin đều giống nhau nhá, một pin em lắp vào máy và một pin dự phòng bên ngoài như này. Và có một cái sạc 3 chân này. Để em sẽ quay chi tiết cho các bác được cùng tham khảo kỹ về mẫu mã nhé. Hàng Hukan chính hãng nha các bác. Đây là về cái phần model này. Đầu 13 ly, đầu auto lock luôn. Đây là thông số kỹ thuật được gắn ở trên máy nha các bác nhé. Đó, đầu 13 ly này, 21V. Đây vòng tua là 2000 vòng trên 1 phút này. Đó. Máy chạy cực kỳ là khỏe và rất là êm. Máy sẽ có đảo chiều đây thôi nhá. Con máy này thì sẽ chạy động cơ có chổi than này. Đó, các bác nhìn này, đống lửa đây. Chạy động cơ có chổi than rất là mạnh mẽ. Và pin đi theo máy là hai quả pin 5 cell. Đầu máy thì là đầu auto lock 13 ly nhá. Với cái sản phẩm mà đầu auto lock thì các bác sử dụng cực kỳ là ok và cái độ bền rất là cao. Đấy, auto lock là tức là khi mà các bác xoáy hết cỡ thì nó sẽ có điểm dừng. Đấy, nó sẽ cứng nhắc luôn. Đây để em sẽ quay cho các bác xem. Đấy, nó sẽ có khóa nhá. Đấy. Nó không quay tiếp nữa luôn này các bác này. Đây, cái này nó đã được khóa rồi. Đó, cứng nhắc luôn. Máy 3 chức năng nhá. Các bác sẽ điều chỉnh được 3 nút chức năng ở đây. Đây là em đang để chức năng bắn vít này, khoan này. Và đây là búa nhá. Các bác sử dụng đến chức năng nào thì các bác xoay cái chức năng đó về cái chiều tam giác mũi tên này cho em. Và điều chỉnh được 20 cấp độ trượt luôn này. Đó. Có đảo chiều và điều chỉnh nút nhanh chậm 1-2 trên lưng máy như này. Rất là mạnh. Rất là khỏe luôn. Đó, đây là về nguyên một bộ sản phẩm sẽ đầy đủ như này luôn các bác nhá. Một con máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn, thương hiệu của Hukan. Với cái thương hiệu của Hukan thì những bác nào mà đã từng sử dụng qua thì các bác cũng biết rồi. Chất lượng của nó rất là ok và cái độ bền cao nhá. Và hôm nay thì trong cái đoạn video này, nguyên bộ sản phẩm như em vừa giới thiệu đầy đủ một thân máy, hai pin, một sạc và kèm theo một combo phụ kiện rất là nhiều đồ. Hôm nay thì em sẽ tri ân cho các bác nhà mình với mức giá là 1.150.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Các bác ở bất kỳ nơi đâu chỉ cần để lại thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng thoải mái cho nên là các bác yên tâm ạ. Bác nào mà có nhu cầu muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước nhé.
Về tất cả các sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề thì bên em phân phối xỉ lẻ rất là nhiều. Giá cả bao giờ cũng là giá cạnh tranh, giá tốt nhất để gửi tới toàn thể các bác nhà mình. Các bác mà quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ là đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video tiếp theo của bên em nhé. Và em xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi video lần sau ạ.